Hello, xin chào các bạn. Đây là thực clip thứ 19 và trong clip này thì chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại những kiến thức về Datix nhé. Clip của mình sẽ nói về những vấn đề sau. Thứ nhất, Datix là gì? Thứ hai là sự biến đổi của mạo từ và của đại từ nhân xưng personal pronomen khi ở Datix. Và cái thứ ba là quan trọng nhất, là cái mà mình muốn đề cập rất kỹ trong video này. Đó chính là khi nào thì chúng ta sử dụng Datix. Trong những video của mình trước đây thì mình cũng đã từng nhiều lần nói đến Datix rồi. Các bạn cũng biết Datix là tên gọi của một trong bốn cách mà là xương sống của ngữ pháp tiếng Đức. Hệ thống mạo từ và đại từ của tiếng Đức được biến đổi theo bốn cách này. Chúng ta đã từng học về nominative, accusative. Mình cũng có nhắc đến Datix ở một vài clip trước đây. Vậy Datix cũng như là accusative hay nominative chính là tên gọi của một hiện tượng ngữ pháp, và khi dịch sang tiếng Việt thì một số nhà nghiên cứu đã dùng cách gọi là cách 3. Datix tức là cách 3, nhưng cũng giống như Datix thì cái tên cách 3 cũng không thể hiện cho các bạn thấy là khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng Datix hoặc là sử dụng cách 3. Và mình thấy rằng rất là quan trọng để các bạn hiểu được là khi nào các bạn sử dụng. Bởi vì ngay cả khi các bạn thuộc bảng biến đổi các mạo từ và các đại từ nhân xưng, nhưng các bạn không biết là khi nào sử dụng thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là khi nào các bạn sử dụng Datix trong tiếng Đức nhé. Bây giờ thì mình sẽ nói về sự biến đổi của các mạo từ và đại từ nhân xưng khi ở Datix. Đối với cả danh từ giống đực và giống chung, tức là der và das, thì sẽ biến đổi thành dem. Danh từ giống cái di sẽ chuyển thành der, và danh từ số nhiều di sẽ chuyển thành dem. Các bạn cũng nhớ các cái đuôi như là em ở giống đực và giống chung, đuôi er ở giống cái và đuôi en ở số nhiều sẽ là đại diện cho Datix ở tất cả các loại mạo từ. Ví dụ như ở mạo từ không xác định, ein sẽ chuyển thành einem, eine, einer. Và ở số nhiều thì không có mạo từ không xác định. Đối với mạo từ sở hữu, possessive article, ví dụ như mine là của tôi, thì khi mà ở Datix, đối với giống đực và giống chung, các bạn cũng phải chuyển thành meinem. Meiner là ở giống cái, thì các bạn cũng phải chuyển thành meiner. Meiner ở số nhiều, thì các bạn cũng chuyển thành meinen. Bởi vậy, các bạn chỉ cần nhớ cái đuôi đặc trưng này và áp dụng cho tất cả các loại mạo từ nhé. Xác định, không xác định, mạo từ sở hữu. Thậm chí là những cái đại từ thay thế như là dieser, Jesus cũng sẽ được chuyển đổi đuôi giống như là các mạo từ. Và các đại từ nhân xưng cũng biến đổi. Ví dụ như chúng ta có ở nominative là ich, thì khi chuyển sang dative là mir, du, dir, er, em, es, em, sie, ihr, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen, sie, ihnen. Đó là bảng biến đổi của đại từ nhân xưng từ nominative sang dative. Nominative là chủ ngữ và dative ở đây là tân ngữ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem khi nào thì các bạn sử dụng dative, có nghĩa là khi nào các bạn sẽ sử dụng là dem, einem, meinem, mir, dir, ihr, ihnen, vân vân. Trường hợp thứ nhất là sau một số giới từ. Nếu như các bạn vừa mới xem clip thứ 18 của mình có đề cập đến 9 giới từ có thể vừa đi với accusative, vừa đi với dative trong tiếng Đức, thì đó là một trường hợp. Trường hợp nữa của giới từ đó chính là 7 giới từ luôn luôn đi với dative trong mọi trường hợp. Và 7 giới từ đó chính là aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Aus, bei, mit,
nach, seit, von, zu. Bảy giới từ này đã được sắp xếp theo bảng alphabet, tức là theo bảng chữ cái, cho nên nó khá dễ thuộc. Các bạn có thể chép lại và học thuộc nhé. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ với từng giới từ một để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn là các bạn sẽ sử dụng bảy cái giới từ này như thế nào nhé. Giới từ đầu tiên, aus. Từ. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Tôi đến từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Die Türkei đã được chuyển thành der Türkei do nó đứng sau giới từ aus. Bei. Ở. Er wohnt bei seinen Eltern. Er wohnt bei seinen Eltern. Anh ấy sống cùng với ba mẹ của mình. Các bạn thấy là seine Eltern là ở nominative, là ba mẹ của anh ấy. Nhưng sau giới từ bei thì chúng ta sẽ phải biến đổi đuôi của mạo từ sở hữu. Seine ở số nhiều sẽ chuyển thành seinen. Seinen Eltern. Bei seinen Eltern. Mit, cùng với, hoặc là bằng phương tiện. Sie fährt mit dem Bus zur Arbeit. Sie fährt mit dem Bus zur Arbeit. Cô ấy đi làm bằng xe buýt. Der Bus đã được biến đổi thành mit dem Bus. Nach, sau, hoặc là tới. Trong ví dụ này thì mình sẽ lấy nghĩa của từ nach, có nghĩa là sau. Sau một cái hoạt động nào đó, sau một cái thời gian nào đó. Nach der Pause lernen wir weiter. Nach der Pause lernen wir weiter. Chúng ta sẽ tiếp tục học sau giờ ra chơi. Seit, kể từ một thời điểm nào đó trong quá khứ. Sie studiert seit einem Jahr in Deutschland. Sie studiert seit einem Jahr in Deutschland. Cô ấy học đại học ở Đức từ một năm nay. Von, của, hoặc là từ. Trong ví dụ này thì mình sẽ lấy là của. Das Auto ist von meinem Vater. Das Auto ist von meinem Vater. Chiếc ô tô là của ba của tôi. Mein Vater đã chuyển đổi thành von meinem Vater. Meinen Vater. Zu, có nghĩa là đến. Ich gehe heute nicht zur Schule. Ich gehe heute nicht zur Schule. Hôm nay tôi không đi học. Schule, die Schule, đã được chuyển thành der Schule và zu der thì chúng ta sẽ nói tắt thành zur Schule. Trường hợp thứ hai là trường hợp mà những cái tân ngữ đứng sau một số cái động từ thì bắt buộc phải ở dative. Cái danh sách của những cái động từ này không có dài cho nên là chúng ta có thể học thuộc lòng dần dần. Ở trong video này thì mình xin phép chỉ có thể nêu ra một số ví dụ cho các bạn thôi, còn không thể nào nói hết được. Các bạn có thể ghi chú vào quyển sổ nhỏ của mình và sau đó thì các bạn học từ từ. Các bạn nên thống kê lại kiến thức. Tất cả những động từ mà khi học các bạn thấy nó đi với dative thì các bạn sẽ viết vào một trang. Sau đó các bạn sẽ có một cái danh sách. Antworten. Antworten. Trả lời. Er antwortet mir nicht. Er antwortet mir nicht. Anh ấy không trả lời tôi. Thì các bạn thấy ở trong câu này, cấu trúc của câu là chủ ngữ cộng động từ cộng với một cái tân ngữ. Thế nhưng mà tân ngữ này sẽ phải để ở dative, bởi vì động từ antworten đòi hỏi tân ngữ của nó phải ở dative. Chúng ta không được quyền thắc mắc gì hết mà phải học thuộc lòng thôi. Danken, cảm ơn. Ich danke dir für die Hilfe. Ich danke dir für die Hilfe. Tôi cảm ơn bạn vì sự giúp đỡ. Fehlen, thiếu, vắng. Du fehlst mir so sehr. Du fehlst mir so sehr. Thực ra câu này nếu như dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt thì nghe sẽ rất là buồn cười, bởi vì mình sẽ dịch là bạn thiếu vắng tôi rất nhiều. Nhưng mà từ này là một từ mà mình rất thích, bởi vì cái sự biểu đạt nghĩa của nó vô cùng hay. Có nghĩa là
Tôi rất nhớ bạn, nhớ nhiều lắm, nhớ đến nỗi mà tôi cảm thấy rất là trống vắng, vắng đi hình bóng của bạn. Du fällst mir so sehr. Gefallen, gefallen. Làm hài lòng. Thông thường thì trong tiếng Việt chúng ta sẽ nói là tôi thấy hài lòng với căn nhà này, tôi thấy hài lòng với chiếc váy này, tức là tôi thích nó. Thế nhưng mà trong tiếng Đức thì các bạn nhớ nhá, không phải là ich gefalle dem Haus hay là ich gefalle dem Kleid, mà phải ngược lại, tức là das Kleid gefällt mir. Das Kleid gefällt mir gut. Das Kleid gefällt mir gut, có nghĩa là tôi rất hài lòng với cái chiếc váy này làm cho tôi hài lòng. Các bạn lưu ý cái trường hợp này nhá, động từ gefallen rất nhiều bạn mắc lỗi đấy. Các bạn rất hay viết là ich gefalle, nhưng mà thực ra thì các bạn phải nhớ nếu như cái gì đó làm bạn hài lòng thì bạn phải ở Dativ nhá. Gehören, gehören, thuộc về. Das Haus gehört einem reichen Mann. Das Haus gehört einem reichen Mann. Căn nhà thuộc về một người đàn ông giàu có. Căn nhà chủ ngữ thuộc về người đàn ông thì người đàn ông sẽ ở Dativ. Glauben, tin. Ich glaube dir nicht. Tôi không tin đâu, tôi không tin bạn đâu. Ich glaube dir nicht. Tức là thường là tôi không tin những gì bạn nói. Gratulieren, gratulieren, chúc mừng. Chúc mừng ai thì thường sẽ đi với một giới từ là zu, có nghĩa là chúc mừng ai vì một cái dịp gì đó hoặc sự kiện gì đó. Ví dụ như là meine Mutter gratuliert mir zum Geburtstag. Meine Mutter gratuliert mir zum Geburtstag. Mẹ tôi chúc mừng sinh nhật tôi. Helfen, helfen, giúp đỡ ai trong việc gì thì các bạn nhớ là cái phần trong việc gì các bạn phải để ở dưới từ là by. Helfen by. Ich helfe dir gerne beim Umzug. Ich helfe dir gerne beim Umzug. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ bạn trong việc chuyển nhà. Passieren, xảy ra. Chuyện gì xảy ra với ai thì chúng ta sẽ không sử dụng mit mà chúng ta sẽ sử dụng là dative trực tiếp. Ví dụ, was ist mit dir? Passieren, xảy ra. Ví dụ như là chuyện gì đó xảy ra với ai thì chúng ta không có sử dụng mit mà chúng ta sẽ sử dụng dative trực tiếp. Was ist dir passiert? Was ist dir passiert? Chuyện gì xảy ra với bạn thế? Vertrauen, tin tưởng. Ich vertraue dir. Tôi tin bạn. Và trường hợp thứ ba mà chúng ta sử dụng dative đó chính là trong cấu trúc mà xuất hiện hai tân ngữ. Đó chính là bạn làm cho ai đó một điều gì hoặc bạn đưa cho ai đó cái gì. Ví dụ như là tôi đưa cho bạn quyển sách thì các bạn thấy trong câu này tôi là chủ ngữ, đưa là động từ, nhưng mà cho bạn và quyển sách là có tới hai tân ngữ, một tân ngữ chỉ người và một tân ngữ chỉ vật. Thì các bạn nhớ là khi nào mà tân ngữ chỉ người thì các bạn sẽ sử dụng ở dative và tân ngữ chỉ vật thì các bạn sẽ sử dụng ở accusative nhé. Mình sẽ lấy ví dụ, tôi giới thiệu cho bạn cái nhà hàng này ở gần nhà tôi vì nó rất là ngon. Mình sẽ nói là empfehlen. Ich empfehle dir das Restaurant in der Nähe von meinem Haus. Ich empfehle dir das Restaurant in der Nähe von meinem Haus. Geben, đưa. Ich gebe dir das Buch. Ich gebe dir das Buch. Tôi đưa cho bạn quyển sách này. Schenken, tặng. Ich schenke meiner Mutter eine CD. Ich schenke meiner Mutter eine CD. Tôi tặng cho mẹ tôi một đĩa nhạc. Versprechen. Versprechen. Hứa. Er verspricht ihr ewige Liebe. Anh ấy hứa hẹn với cô ấy tình yêu vĩnh cửu. Wünschen. Cầu chúc, cầu mong. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Tôi cầu mong cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Zeigen. Ich zeige dir meine Stadt.
zeigt mir seine Fotos. Tôi sẽ chỉ cho bạn xem thành phố của tôi, hoặc là anh ta cho tôi xem những bức ảnh của anh ấy. Như vậy là mình đã trình bày với các bạn phần tổng hợp kiến thức khi nào thì sử dụng dative trong tiếng Đức. Đây là một phần rất là quan trọng để các bạn có thể học tiếng Đức một cách chắc chắn và vững vàng, bởi vì như mình đã nói, đó là xương sống của tiếng Đức. Rất là quan trọng để các bạn biết là khi nào các bạn sử dụng dative, nominative hay là accusative. Hy vọng là video này đã giúp cho các bạn có thể tự tin hơn mỗi khi viết hoặc là nói tiếng Đức và sử dụng dative. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Chào tạm biệt.